À, hai các bạn hôm nay Quốc Kha sẽ xuống size rồi Quốc Kha sẽ quay cái clip cho các bạn xem cái quy trình mình làm cái kỹ thuật xuống size nón cho khách nha các bạn. Thì hoặc đầu á thì cái nón nó sẽ là như vậy. À, các bạn nhìn xem. À, đó nó sẽ là như vậy. Rồi cái size L này thì mình xuống cho khách đó. Thì khách yêu cầu xuống một size thì đáng lý ra theo những cái kỹ thuật khác có khi mình xuống là xuống góc bên này, nhưng mà theo cái tính toán cái chiều quay này á, thì Quốc Kha mới quyết định là mình sẽ xuống size phía cạnh bên này, thì mình sẽ gọc ra mình lấy cái đoạn này và mình đã cắt nha. Nè các bạn xem, mới nói nó đây, mới nói zin của nó, mình cắt khúc bớt khúc này ra là nó đi hết một size này các bạn. Đây rồi mình bỏ xuống. Thì mình sau khi tính toán thì mình mới quyết định là mình sẽ xuống size theo cái cạnh bên này. Thì nếu mà khi mình dặm chỉ lại á, sau khi mình may lại á, thì cái phần này nó khớp với cái xương này, xương chỉ này ha, nó khớp đúng size luôn thì nó sẽ đẹp. Còn hồi nãy nếu mình vô bên này thì nó chỉ được nửa size thôi, tại vì cái phần quai này hôm lần này nó may là mình xuống sát vô nó được có nửa size rồi các bạn, không đủ size, cho nên mình tính toán lại thì mình sẽ xuống bên 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 này. Thì sau khi mình sẽ đạp lại á, mà đặc biệt là cái này không có đạp máy được nha các bạn, chỉ có đi kỹ thuật kim, những cái kim đặc biệt á mình đi vô da mình giữ lại cái đường y như zin luôn. Các bạn không nói các bạn không biết xuống size đâu. Thì cái này L thì Quốc Kha sẽ xuống size cho các bạn đó thành là M ha, chuẩn như vậy là đẹp nha các bạn. Nhìn thì đâu có biết xuống size đâu các bạn, nếu mà mình đạp chỉ xong để zin vậy mình không nói sai các bạn đâu biết ha. Rồi đây là cái thứ nhất. Còn đặc biệt là hôm nay là cái này là cái size S mà bạn đó muốn xuống size, tại vì trước khi tư vấn bán thì Quốc Kha cũng nói rồi, bạn cũng nói là có đội thử cái size S của mấy người bạn, nhưng mà không biết sao ship về thì các bạn nó quá rộng. Mà đặc biệt là bạn đó báo với Quốc Kha là ngoài sau này nè, cái đầu bạn đó phải kéo qua tới bên đây luôn, có nghĩa là nó sẽ dư một khúc như vậy luôn nè các bạn. Thì cái đầu của bạn này hơi nhỏ thì dư quá trời, thì bạn đó mới kêu Quốc Kha bây giờ xuống là chắc phải xuống tới 4 cm. Thì theo cái tính toán cái kỹ thuật, nếu mà cái nón này mình xuống 4 cm á thì tự nhiên cái quai nó sẽ dài ra tới vậy nè, xấu lắm nha các bạn. Thì bây giờ Quốc Kha sẽ bên này thì xuống được 1,5 size nè, bên đây tính toán ra được 1,5 size ha, mình gọc lại tạm thời chứ đi, đây là 1,5 size nè các bạn, khoảng trống này được 1,5 size, 1,5 size. Thì Quốc Kha sẽ vô bên đây là 2 size luôn, coi như là mình sẽ phải gọc bớt cái đường chỉ này, cái miếng dán này nè, mình gọc bớt ra, mình cắt bớt cái miếng da này. Cái nón này cực kỳ khó xuống size, để xuống tới 3 size được các bạn. Đầu bạn đó xuống nếu bây giờ tính ra khoảng còn có 55, mà con này 57, xuống cỡ 55 56 thôi, nhưng mà Quốc Kha tính thì khoảng xuống 55 thôi. Thì cái đoạn này đẩy vô hết rồi, cái bên này đẩy sát vô hết luôn đó. Thì cái kỹ thuật sau khi Quốc Kha hoàn thành, Quốc Kha sẽ chụp tấm hình cho các bạn xem. Nói chung bên mình làm thì các bạn cứ yên tâm, cái này làm cho khách thôi không lấy tiền, nói chung làm gì đam mê thôi, khách hàng vui vẻ, anh em vui vẻ hài lòng, có qua có lại này kia nọ rồi thì Quốc Kha cũng vui vẻ làm phi phi cho các bạn. Cái này làm mất thời gian lắm các bạn, cái nón này làm hết 1 tiếng, mà 1 tiếng á, thì mình làm được rất là nhiều việc khác các bạn. Nhưng mà thôi chúng ta vui vẻ, có qua có lại, làm vì đam mê. Rồi cái nón thì size S S57 thì Quốc Kha xuống tới 3 size nha các bạn nha, sau khi xuống nó còn có 54 55 thôi. Rồi video đến đây Quốc Kha xin tạm dừng. Rồi Quốc Kha bắt đầu action xuống size cho khách. Ok.